Kính thưa quý vị, tiếp nối hành trình đền ơn đáp nghĩa, nêu cao truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Vào sáng nay, ngày 4 tháng 11, tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Hải đoàn 128 thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã phối hợp cùng với Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng và đại diện Ủy ban nhân dân xã Tiên Thắng tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ Phạm Hữu Trâm, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, biết được hoàn cảnh gia đình bà Phạm Thị Chiến là con của liệt sĩ Phạm Hữu Trầm, hiện trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, có hoàn cảnh sinh kế khó khăn. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã giao cho Hải đoàn 128 phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát và hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà mới, thay thế căn nhà cấp 4 xuống cấp nhiều năm của gia đình bà Chiến. Sau nhiều tháng thi công, xây dựng, ngôi nhà có diện tích trên 70m2 với tổng kinh phí 375 triệu đồng đã được hoàn thành và bàn giao trong sáng nay. Trong đó, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn hỗ trợ 80 triệu đồng, số tiền còn lại do các tổ chức chính trị xã hội và gia đình bà Phạm Thị Chiến tự bảo đảm. Trong buổi bàn giao nhà, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tặng thêm gia đình bà Phạm Thị Chiến phần quà trị giá 5 triệu đồng. Cấp ủy, chính quyền địa phương và người thân tặng nhiều phần quà ý nghĩa, góp phần giúp gia đình bà Chiến sống ổn định cuộc sống cũng trong ngày tại xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, thưa ủy quyền tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, hải đoàn 128 đã tiến hành khảo sát và bàn giao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Tiến. <laughs>